Rồi, hello bà con mình nha. Em Thịnh bên xe mới vừa về, em xe Innova rất là đẹp anh chị ơi. Và đây là số tự động nha anh chị nha. Đời 2013, xe đẹp, chất. Đó, gia đình. Đó. Bản này là bản số tự động nha. Đó. Thì hôm qua mới về một con giống vậy là số sàn thì đang để cho anh chị em mình giá cũng khá là rẻ. Đó. Chỉ có là như ta 290 mấy triệu thôi. Đây là số tự động thì sẽ cao hơn tí. Đó. Xe đẹp anh chị. Căng đét luôn. Tự động mà. Tiếp ly tiếp lô anh em nhìn nè. Quá đẹp, xuất sắc luôn. Tem bụng nhìn mát. Để anh em mình giá hợp lý nha. Để anh em mình xe này chỉ là 345 triệu cho một xe Innova 23 số tự động. Thì anh em nào quan tâm cái này chắc máy alo mình. Lấy 6 lấy 8G nữa. Nhiều lắm anh chị ơi. Quá trời luôn, qua lựa đi. Lấy thử cho thử với em Thịnh nha. Cảm ơn chị em nhiều.